cái nền nhà và các nhà con rất là mừng, còn không biết nói gì hơn nữa, quá là mừng luôn. Đó là giờ chưa cầm được cái số tiền như gì, con rất là mừng lắm ạ. Con rất là vui nữa, hôm đó này con ngủ không có được, mừng quá. Cảm ơn ạ. Sắp sửa có được nhà mới rồi sao? Con mừng không Đạt? Nói cho mừng nhiều, mừng như thế nào nói chú nghe được không? Nói cho chú nghe đi. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hôm nay Bùi Hồ đang có mặt tại xã Vĩnh Thanh, huyện Châu Thành của tỉnh An Giang để tìm hiểu hoàn cảnh của gia đình anh Nô, người mà hai vợ chồng cùng ba đứa con nhỏ sống trên ghe mà trước đây Bùi Hồ đã từng quay. Hôm nay thì Bùi Hồ qua bên đây cùng với lại bà Tám để đi xuống gia đình của anh Nô trao cho anh một số tiền mà từ Mạnh Thường Quân giúp cho anh. Đây là cái đoạn đường mà dẫn xuống cái chiếc ghe của anh Nô mà trước đây Bùi Hồ cũng đã từng quay. Từ cái đường chính này xuống chiếc ghe của anh Nô là khoảng bao xa bà Tám? Đây dưới dừng 50 thước à. À 50 thước. Mỹ Đình xuống dưới rồi thì cái 100 thước. Dạ thôi kẹt. Bây giờ trước tiên là con với bà Tám á, sẽ chạy xuống dưới giao tiền cho anh. Nghe bà Tám nói là có một cái miếng đất là khoảng 40 triệu. Đó, thì bây giờ xin được hơn 30, Mạnh Thường Quân ủng hộ hơn 30 triệu. Thì lát nữa trao cho anh trước đi, thăm gia đình của anh. Đây, đây, đây. Rồi, đậu xe đâu? Để vô đây luôn. Đậu đây nha. Nè. Thôi bây giờ vô thăm gia đình của anh đi. Dạ, vô thăm gia đình của anh luôn. Bà Tám đi trước đi. Có nhiêu ngô? Em mới qua anh Ô ơi. Nữa, cái cầu này đi phải cẩn thận mới được nè. Đưa lên bờ coi, để đây này sủa tùm lum tà la. Đó nè. Đang ăn cơm hả? Trời ơi, hôm nay nhà mình ăn cơm gì đây? Với đậu cá dồ. Dạ. Mua đậu cá ăn sáng nè. Ăn cơm với đậu cá hả? Vô. Mua gọi hay gì? Hôm nay mình có đi làm không anh? Bữa nay hả? Không. Không hả? Bữa nay không có đi. Không có đủ chưa? Hôm trước em đi có ghé gia đình của mình đó. Dạ. Nhưng mà không có anh ở nhà, nghe nói là anh đi làm rồi. Đi làm. Vậy hôm nay không có đi làm. Bữa nay nghỉ một bữa. Bữa nay nghỉ một bữa. Tối mình có đi chích điện gì không? Không, không có đi, mấy bữa trước đi. Dạ. Dạ, đang làm ở nhà đó. Con cá này là mình mua sáng hả? Dạ, em mua đầu cá hồi sáng 20 ngàn. Dạ. 20 ngàn là cho cả gia đình ăn buổi sáng luôn. Sáng chiều luôn. Sáng chiều luôn. Sáng chiều luôn hả chị? Dạ, sáng chiều luôn á. Gạo mình ăn còn mà, đúng không? Còn, em chưa có khui. Chưa khui hả? Dạ. Nghe nói hôm nay thì em đến đây thăm gia đình của mình nè. Nghe nói là bà Tám bà dọ được một cái nền nhà là khoảng 40 triệu hả? Dạ. 40. 40 cái tầng nhà. Nói lớn. 40 triệu. Dạ. Dạ gần đây không chị? Dạ gần có trên này nè, trên bờ. Gần đây ha. Dạ. Dạ. Là đối diện chiếc ghe của mình luôn á hả? Dạ. À. 40 triệu vậy là em mời anh có chịu cái nền đó không? Nền nó em ơi. Nền nó im hả? Mừng quá trời luôn. Dạ. Cái nền mừng quá. Ôi sao mà chưa biết em đem tiền qua mà mua được nền. Em cũng nghe bà Táp nói. Dạ. Ồ không có đũa hả? Có đũa đâu, liện xong cho mấy đứa nhỏ này. Mấy đứa liện nó tròn rồi, nó ăn cái nó giọt nó tròn. Đạt rồi sắp sửa có được nhà mới rồi sao? Con mừng không Đạt? Nói cho ơi. Mừng nhiều, mừng như thế nào nói chú nghe được không? Nói cho chú nghe đi. À, nhưng mà bây giờ chưa có cất gì trơn ngang. Dạ. Mừng cái nhiều hả? Dạ. Ừ. Ví dụ như cho con đi học có chịu không Đạt? Dạ chịu. Con năm nay bao nhiêu rồi? Tao 13 tuổi hả? 4. Con học lớp 4 là con nghỉ rồi phải không? Dạ. Bây giờ nếu như cho học lại là học, con học hết lớp 4 không? Chưa. Mới qua lớp 4. Mới qua lớp 4 là con nghỉ rồi. Vậy là con nghỉ rất lâu rồi. Dạ. Vậy là lố cái tuổi của mình rồi. Con ngồi đây. Ai ra con ngồi đây. Bây giờ cũng khó mà học lại. Khó mà học lại.
lố tuổi rồi. Dạ, có giấy tờ học không được, dạ, tại vì nó 14 tuổi rồi. Ừ. Anh Ô ở đây là có giấy chứng minh rồi có giấy gì nữa không? Có giấy chứng minh dân nữa không? Dạ. Hộ khẩu của anh ở đâu ta? Hộ khẩu ở dưới Kiên Giang. Dạ. Rồi, dạ. Bé này nè. Mẹ ở nè. Nói chuyện kìa. Con nói gì? Ăn cơm ngon không đó? Ngon. Thôi thì sợ ăn cơm thì nó tốn thời gian lâu đó. Rồi hôm nay như thế này, em đến đây á thì trước tiên là thăm gia đình của mình. Đó, tại vì sau khi thời gian mà em quay clip á thì được rất là nhiều mạnh thường quân ở nước ngoài, trong nước cũng như là ngoài nước quan tâm đến cái gia đình của mình, và đặc biệt là các bé nè. Có một cái bé này là 4 tuổi nè, lúc đó mà rớt xuống sông mà bị ở dưới cái mạng xuồng anh mò được đó. Nghe mạnh thường quân rất là chua xót. Nói chung là em nghe mà em cũng giật mình hết hồn nữa mà. Thì có rất là nhiều người đồng cảm với gia đình của anh. Và trước đây thì em cũng đã có hỏi về vấn đề mua nền cho nhà của mình, nhưng mà vì lý do trục trặc đó, mình mua không có được. Và đến cái thời điểm này, lúc trước đây thì cũng có cô Tư là Việt Kiều Mỹ ủng hộ luôn luôn sát cánh ủng hộ để cho anh mua nền, với lại cô Hội là Việt Kiều Mỹ nhưng nay thì em đại diện cho các mạnh thường quân mà đã gửi tiền cho em trước thì em sẽ đọc luôn ha. Sau thời gian đăng clip của mình lên á thì đến thời điểm này thì em nhận được cho gia đình của anh đó là ủng hộ cho gia đình của anh Ô ở An Giang. Thứ nhất đó là anh Lý Văn Thiệu là Việt Kiều Mỹ ủng hộ cho anh 1.000 đô, tương ứng với lại là em mới đổi ra xe lúc sáng ở Long Xuyên là 23.100.000 đồng. Thứ hai là cô Huệ là Việt Kiều Bỉ ủng hộ cho anh 7.500.000 đồng. Thứ ba là Trần Lưu Đăng Khoa là ở Canada gửi cho anh 5.000.000 đồng. Thì tổng cộng cái số tiền mà em nhận cho anh đến thời điểm này là 35.600.000 đồng. Mà trước đây á thì mình là nói là mua cái nền 40 triệu, mà mình còn lại được 9 triệu, còn lại 9 triệu đó, là mình cộng với cái số tiền này thì mình đã dư rồi. Thì thôi bây giờ em sẽ trao cho anh, rồi chút xíu nữa mình sẽ đi coi nền để em coi, để em biết giao cho người ta luôn ha. Rồi còn cái phần lúc trước thì em cũng có nhận được cuộc điện thoại của anh Nhuận ở Châu Thành An Giang có hỗ trợ về cái phần xây nhà cho mình, về phần nền ở dưới. Thì cái phần đó thì em sẽ liên hệ sau coi như thế nào, tại hiện nay thì cũng chưa nghe bà Tám nói gì. Rồi bây giờ em trước tiên là em trao tiền cho gia đình của mình đi ha. Nghe vui không anh? Vui. Quá vui. Anh có nghĩ rằng là ai không quen biết mà tự nhiên đưa cho anh mấy chục triệu gì không? Dạ. Ở đâu ở đây mà chạy sức bất khả bang mà lo, người nào nó lo tôi lo muốn chết, rồi bệnh cũng lo muốn chết. Dạ. Anh người nào nó lo muốn chết được. Anh có muốn nói là gì với mạnh thường quân không? Rất cảm ơn nhiều, chú biết rồi nó sao giờ. Dạ, quá vợ thôi. Chị. Dạ, em cảm ơn, gửi lại cảm ơn mạnh thường quân. Dạ, chị nói này, cầm này nói giùm em. Dạ, em cảm ơn cô bác ở bên nước ngoài đã hỗ trợ cho em số tiền rất là lớn. Em rất là mừng và con cảm ơn rất là nhiều. Là ở đây thì nhắc lại một lần nữa đó là anh Lý Văn Thiệu là Việt Kiều Mỹ 1.000 đô tương ứng với 23.100.000 đồng. Cô Hời là Việt Kiều Mỹ là 7.500.000 đồng. Trần Lưu Đăng Khoa ở Canada, Việt Kiều Canada 5.000.000 đồng. Tổng cộng số tiền là 35.600.000 đồng. Đó, bây giờ em sẽ giao này. Cọc này sáng nay em đổi rồi. Đủ. Đây cái số tiền này em gửi cho anh hay cho chị đây? Chị xích qua đây đi chị. Đây, cái cọc này là em gửi cho chị 20 triệu. Cái 20 triệu đó sáng em đếm rồi nên sẽ đủ. Cái cọc này là 10 triệu em sẽ đếm lại. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 triệu. 30 triệu là 30 triệu, 35 triệu. 1, 2, 3, 4, 5 triệu, 500. 100.000 đồng nữa.
Đó, hôm nay thì rất là nhiều ạ. Dạ. Đâu em có công. Không có hậu có cổ cũng có công. Dạ. Cũng có công nhờ cái công chạy cũng cô bác ở bên nước ngoài đó có người ta. Rồi chị nói đi em nghe nè. Em cảm ơn anh và con cũng ơn nhất nhất mà con cảm ơn Tám. Chứ ông Tám rất là nhiều đã cực khổ với gia đình con. Tất cả gia đình con rất là nhiều. Con cũng cảm ơn Mạnh Hình Quân và anh cô bác, anh chị cô bác ở nước ngoài đã hỗ trợ cho con số tiền rất là lớn. Mua được cái nền nhà và các nhà con rất là mừng, con không biết nói gì hơn nữa. Quá là mừng luôn, đó là giờ chưa cầm được cái số tiền như gì. Con rất là mừng lắm ạ. Con rất là vui nữa, hôm đó này con ngủ không, không có được, mừng quá. Cảm ơn ạ. Khóc luôn hả chị? Suốt đời chưa có. Dạ, hồi đó giờ chưa có cầm được cái số tiền lớn như gì. Ừ. Dạ. Hồi đó giờ luôn hả? Dạ, hồi đó tới giờ luôn, hồi lúc mà em mới lập phòng ra tới giờ luôn á. Cái đường đó là cái lớn. Ừ. Dạ. Thì giờ luôn đi mới cầm được cái số tiền là rất là bự à, lớn như gì. Ừ. Dạ. Thôi em bây giờ thì mình nhận tiền của Mạnh Thường Quân rồi đó. Dạ. Thì mình sẽ cố gắng mình sẽ có các cái nền nhà sớm, rồi sau đó mình sẽ làm ăn để cho các bé nó được an toàn nè, rồi các bé này nó lớn thì cho nó đi học ha. Dạ. Cố gắng làm ăn. Dạ em cảm ơn giờ... nhiều. Nói dạ, với cô Hồ dạ, gì dạ, dạ chưa rồi, anh Nô có muốn nói lời nào không anh? Cảm ơn đâu biết nói gì, nói rồi đâu cảm ơn ta. Dạ. Đi tè đâu biết nói nữa. Dạ dạ thôi chân thành một lần nữa thì Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn Mạnh Thường Quân, cô bác quý anh chị trong nước cũng như ngoài nước đã hỗ trợ cho gia đình của anh Nô qua hai đợt rồi. Đợt này là đợt 2, danh sách đợt trước nữa. Thì chân thành cảm ơn Mạnh Thường Quân rất là nhiều. Rồi tiếp theo thì chắc có lẽ là mợ Bùi Hồ cùng với lại anh Nô với lại ông Tám và bà Tám sẽ đi lên xem cái mảnh đất đó.